là ví dụ thằng Tân Thái, thằng Bé Lê Sương hoặc các bạn cái bọn dân chủ chẳng hạn, thì chúng nó cứ nói là coi như Việt Nam hiện nay coi như bán đất, và Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Quốc, bán đất đai cho Trung Quốc. Đấy. Mà hôm qua tôi vào cái đêm hôm qua tôi vào cái kênh Duy Nguyễn thì có cái con Lisa Phạm, không biết là cái Lisa Phạm thật hay giả, mà Lisa Phạm cái hình cũng như Lisa Phạm luôn, nó có mang lên trên đấy thì bảo là coi như hiện nay ở ngoài Bắc coi như hiện nay cái biên giới của Trung Quốc gần đến Hà Nội rồi, và 60% người Bắc là người Trung Quốc. Đấy, nó xuyên tạc cái mức độ như thế, mà không biết là nó nói như thế thì là tại sao đấy. Rất nhiều cái nhiều người ở bên đấy, ở bên 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 làm Việt kiều ở bên đấy, đấy ủng hộ. Với lại là, thứ nữa là tôi cũng có vào cái kênh của Duy Nghĩa hôm qua có Sơn Tây lên chẳng hạn, thì là cũng Sơn Tây coi như là lúc ấy ngồi với một số người già, những phỏng vấn với một số người già đó, trời ơi thì tôi mới thấy ra là những cái ý thức về những chính trị và sự hiểu về đất nước ở bên kia ấy, một số người già người ta quá kém đấy, người ta không có một cái sự tìm hiểu cả, người ta hình như người ta có một cái khi mà giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì người ta có một cái thù hận rồi, cái thù hận sẵn, và đến bây giờ đến già có khả năng người ta không về Việt Nam, mà phỏng vấn mấy 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 cái thằng đấy, mấy mấy cái ông già đó thì nói chung là ông hầu như ông không hiểu biết gì đất nước Việt Nam. Cho nên qua những cái chương trình này thì tôi cũng kêu gọi một số bà con Việt kiều ở bên nước ngoài, nhất là những người già, thì các anh các chị hoặc các bác các cô hãy nên về Việt Nam một lần đấy, trước khi mình khi nhắm mắt xuôi tai đi thăm đất nước Việt Nam trong vòng 1 tháng trời, rồi sang đấy các cô các bác các anh các chị muốn sống cộng như thế nào thì sống. Đúng chưa? Chứ thì tôi thấy cái sự am hiểu về đất nước Việt Nam hiện nay về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, tất cả các mặt thì nói chung là các bác các cô các anh chị đó thì nói chung là tôi thấy là nó quá kém. Vâng, vì những cái người già như thế người ta chỉ có xem những cái kênh Bằng Nguyễn này, trời ơi cái loại mà nick giả đấy, bây giờ mày giả đấy. Mà ví dụ như hôm qua tôi xem chương trình của Dương Nguyễn thì tôi mới thấy cái nhận thức chính trị của rất đông những người già mà gọi bà con Việt kiều mà ở đây, ở bên hôm qua gọi phỏng vấn ở bên Mỹ, các cụ đang ngồi chơi ở một cái công viên gì đấy, ra phỏng vấn các cụ thì nói chung là cứ để ở đây để cho nó sủa cho vui các bạn. Thì cái ý thức chính trị và cái sự tìm hiểu về đất nước mình không có, không nắm bắt được cái tình hình trong nước như nào, cho nên là thôi xin mời các cụ về thăm đất nước Việt Nam một lần trước khi chết đấy, để cho các cụ biết đất nước Việt Nam hiện nay như thế nào, phát triển như thế nào, con người Việt Nam như thế nào, rồi sang bên đó các cụ gửi đống xương tàn ở bên đó cũng được, chứ các cụ nhìn các cụ chán quá, quá chán. Ví dụ một số anh, một số cũng rất nhiều các anh các chị Việt kiều ở bên kia, các anh ấy tìm hiểu, các anh về đất nước Việt Nam, các anh tìm hiểu về đất nước Việt Nam, hoặc các anh đọc những báo đài quốc tế, bọc xem những cái đài truyền hình Việt Nam, đọc báo Việt Nam, và các anh cứ 2 3 năm, 1 2 năm các anh về đất nước Việt Nam, các anh thăm đất nước một lần thì các anh mới nhận biết được cái sự thay đổi của đất nước Việt Nam và cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Và thì qua đây tôi mong là thôi các cụ nên về, và nên về Việt Nam một lần, rồi sang đấy các cụ muốn sống là sống, muốn kiểu gì kiểu, chứ các cụ chán, chán nhìn các cụ chán lắm. Vâng, thôi bây giờ thì tôi vào cái chương trình tức là Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay lãnh đạo cái chế độ Việt Nam có bán nước cho Trung Quốc hay không, thì tôi cũng nói với các bạn là từ lúc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay thì cái mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam của ta là lãnh đạo nhân dân Việt Nam, đánh đuổi những cái kẻ nào mà xâm lược đến đất nước Việt Nam, ví dụ như Pháp, Nhật, Mỹ, rồi sau đó đến bọn Pol Pot, và cuối cùng vào năm 1979 thì là đuổi
cái bọn bành trướng Bắc Kinh ra khỏi đất nước Việt Nam. Bất kỳ một cái kẻ thù nào xâm lược bờ cõi đất nước Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam đều lãnh đạo nhân dân ta đứng lên để mà giành được độc lập cho Tổ quốc, cho Tổ quốc. Đất nước Việt Nam là của những con người Việt Nam mà phải do những con người Việt Nam quyết định cái vận mệnh của mình, chứ không có một cái kẻ ngoại bang nào mà quyết định được cái vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Đó là cái mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giờ bọn chúng lại nói là Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân ta coi như là hiện nay coi như bán đất, bán nước cho Trung Quốc. Thì hồi hôm trước thì tôi nói cho các bạn nói cụ thể về vấn đề đất. Thì bây giờ ví dụ tất cả cái bọn chống cộng cực đoan, bọn dâm sục của trong nước hiện nay nói Việt Nam bán đất ở chỗ nào cho Trung Quốc, đưa chủ quyền tất cả các thứ đây mang tên người Trung Quốc đấy, hoặc mang tên công ty của Trung Quốc, sở hữu của Trung Quốc, thì đến đây tôi xem và tôi sẽ mất hết toàn bộ tài sản cho những kẻ đó đấy. Tôi thách là tôi làm. Tôi nói với tất cả các bạn này, cái luật đất đai năm 2008 của Việt Nam và cái luật đầu tư của Việt Nam, hiện nay những người nước ngoài mang quốc tịch nước ngoài chưa có quyền sở hữu đất đai của Việt Nam, cho thuê thì được chứ sở hữu là không, đúng không? Như bây giờ tôi nói với tất cả các bạn Việt kiều chẳng hạn, bây giờ các bạn về đây các bạn mua chung cư gần được, chứ còn bây giờ các bạn mua nhà kèm đất liệu có được không? Không bao giờ được. Cái luật nó đã ra rồi thì tất cả đều phải thực hiện. Bây giờ bất kỳ một cái vấn đề gì thì nói chung với bọn ba que nó đều gắn vào vấn đề Trung Quốc hết. Bây giờ ví dụ như người Trung Quốc, người ta thấy người ta hiện nay kinh tế người ta phát triển, người ta đi du lịch nhiều ở những vùng, ví dụ những người Trung Quốc quốc thích, ví dụ như Vịnh Hạ Long là một, Nha Trang, Đà Nẵng, bờ biển rất đẹp, cảnh rất đẹp. Thế rồi chú ạ. Rồi xin chào cháu. Xin chào tất cả. Cái mạng của cháu hơi yếu. Thách như thế thì chú vừa thách như thế thì bà quen làm gì nó dám. Cháu giới thiệu sơ quay về cháu, hiện nay là cháu ở tỉnh nào? Vâng, cháu tên đầy đủ là Phùng Sinh Quý, cháu sinh năm 1983, cháu quê ở Hòa Bình. Ok. Hòa Bình là cái vùng gọi là cũng chùa Tiên đúng không? Cái vùng chùa Tiên ở thuộc Hòa Bình đấy. Và cháu cũng không nắm được cái chùa đấy, cháu không biết được. Nhưng cháu ở nói cháu quê Hòa Bình nhưng mà cháu ít ở Hòa Bình hơn. Đi làm xa. Rồi xin chào chị. Cháu đang ở Hà Nội. Ok. Hiện tại cháu đang ở Hà Nội. Chú vừa thách bác que như thế thì bác que làm gì có cái gì để chứng minh được? Bác que không có cái gì để chứng minh để. Vì là tại vâng tại chúng nó cứ bảo là nó cứ bảo là coi như Trung Quốc hiện nay coi như mua hết đất của Việt Nam rồi đấy, thì chú ý thách vì là bác quen nó chỉ nói láo thôi, nó xuyên tạc, nó chả có cái gì để chứng minh được đâu. Rồi đi sang Nguyễn một lát nữa lên chương trình cùng anh nhé. Rồi cháu có nói vậy, như thằng lúc nãy dùng nick giả lấy tên của chú ấy, thằng đấy láo nháo nhất. Xã hội Việt Nam này không nên có những cái thành phần đấy. Lấy nick của chú à? Đấy tên là cái bảng Nguyễn à? Nó lấy tên của chú, lấy hình của chú. Đấy. Thì bây giờ chú bảo nó bây giờ mày giỏi, mày lấy cái Amata coi như đu càng đi, xỏ lá ba que đi. Đúng đưa vào. Cho nên đó là cái sự xảo trá của chúng nó cho ạ. Cứ kệ đó. Nhìn hôm nay cho thấy bà quen nên ít quá cho không có cơ hội để comment cho nói. Thôi được rồi, chứ bà que thì chúng nó phải từ từ, vì chú vừa làm lại xong lúc khoảng 12 giờ 1 giờ nữa, những giờ nghỉ của người ta thì nó mới lên nhiều, nếu kệ không chúng cháu mình nói chuyện với nhau thôi. Và
Như hôm trước cháu thấy cháu vào cái diễn đàn của Sophia ở Mỹ á, Sophia cháu Ngọc Nguyễn đúng không? vàng có thằng Google á, à đâu Tiger, thằng Tiger Cọp. thì cháu lên cháu comment mấy comment thì chúng nó tức cháu, nó chửi cháu. Cháu nó nói là giới trẻ Việt Nam hiện nay là không am hiểu về chính trị, văn hóa, kinh tế Việt Nam. Mọi thứ cháu comment lên cháu nói là giới trẻ ở Việt Nam ấy hiện nay là đang đứng lên lên cộng đồng mạng để phản biện lại cái bọn phản quốc á, nên là nó tức cháu. Ở cái đi 3 4 hôm Bây giờ chú hỏi cháu thỉnh thoảng cháu về quê, ở quê cháu người ta có bán đất cho Trung Quốc không? vùng cháu làm gì có ai bán đất, người Việt Nam mình dùng chưa đủ làm gì mà có thể bán cho Trung Quốc. Trung Quốc mình mua còn chưa được làm gì có để mà bán được chú. Đất vùng cháu không không bao giờ có Trung Quốc, một tên Trung Quốc nào đến vùng đất cháu. Không, mà giả sử như ở đấy Cháu ở mà ví dụ cái vùng của cháu mà người ta mở những cái khu công nghiệp ấy, thì ví dụ những người Trung Quốc người ta vào người ta làm những dòng nhà máy đấy cũng tốt, tạo điều kiện những công ăn việc làm cho bọn cháu đỡ phải đi Hà Nội không, nhưng ở địa mà phương mình. cái huyện của cháu thì là huyện vùng cao nên là cũng chưa À. có công nghiệp, chưa chưa mở được Ừ. khu công nghiệp nên Đúng rồi. là nhân dân ở đấy đa số là đi làm xa thôi, Ừ. chứ ở đấy là một huyện miền núi Đúng rồi. nên là đất chỉ có trồng rừng thôi chú ạ, À đúng rồi, cái vùng đấy không 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 đất trồng trồng ấy. rừng thôi. Ừ. Đất Hòa Bình thì nói chung cái dân tộc Mường các thứ cũng có nhiều. Và dân tộc Mường khoảng 50% là dân tộc Mường. Thế thế cái Đấy. vùng quê cháu ở Hòa Bình ấy, thì hiện nay cháu có biết cái chương trình nhà nước hỗ trợ cho làm điện đường trường trạm, tức là chương trình 135 của chính phủ, cháu có biết Có cái vùng Hòa Bình thì trước kia là có không? cái dự án 35 đấy đúng không? Đúng rồi. Dự án 35 Gọi sự hỗ gọi trợ điện chương trình đường một cho. ba năm đúng rồi, Vâng, đúng rồi, 135 đấy. đúng À, trước kia có, rồi. bây giờ cháu không ở quê cháu không nắm được, nhưng mà cách À đây khoảng chục năm về trước ấy, cháu ở quê thì đúng rồi. cháu vẫn biết được có cái dự án 135 đấy. Còn khoảng 10 năm nay thì cháu ở quê ít lắm, một năm cháu mới về Hòa Bình vài ngày thôi, thì cháu cũng không biết được mấy. Nhưng mà cháu mỗi thỉnh thoảng cháu về cháu thấy cái quê hương cháu, cái vùng mà Hòa Bình À, tức là quê cháu đất. có sự thay đổi, nói chung Vâng. là tầm độ 10 năm nay thì Đúng có thay đổi rồi. khác, bây giờ cháu về lạ khác Đúng hẳn rồi. ngày trước ạ. Nhà cửa đúng Không không? không Đường xá và các thứ nó tốt. tốt hơn, thậm chí có những cái chỗ như ngay xã của cháu xây một cái chợ nhưng mà hiện tại kiểu dân còn thưa thớt, người ta còn chưa họp, xây một cái chợ đẹp lắm rồi đấy, nhưng mà dân còn ít thì người ta bỏ đi làm các tỉnh khác nữa làm ăn nên là chưa họp chợ, xây sẵn để đấy thôi. Đúng rồi, thỉnh thoảng coi như Tết thì mới đông vui đúng không? Tết các cháu đi làm mà xa Vâng. về thì mới đông vui được, còn những ngày thường thì là Vâng. chỉ có những người ví dụ người ta lao động rồi những người già, trẻ em người ta ở nhà người ta đi học. Quê chúng thế Như thôi. là bà quay tuyên truyền là người Trung Quốc vào Việt Nam, nhưng mà chính cái xóm của cháu ấy lại đi sang Trung Quốc làm ăn á. Đi sang rất là nhiều, mỗi năm nào cũng có người sang Trung Quốc, ngay chị dâu của cháu hiện tại đang ở bên Trung Quốc. À Đấy. chị ấy sang đấy làm chứ đâu phải là chị lấy chồng chú Trung Quốc đúng không? Vâng, đi làm ăn đấy. Thì Đúng rồi. nếu như cái bọn mà quen nói là người Trung Quốc sang Việt Nam là người Trung Quốc chiếm được đất Việt Nam thì cũng đúng. Thế mình chẳng nhẽ mình đi sang bên kia là mình cũng chiếm được Trung Quốc sao? Đúng Chứ rồi. nó không đúng đâu. Đấy chẳng Đúng có rồi. đi làm ăn thôi. Đúng rồi. Bây giờ là cái thế giới gọi là phẳng. Ví dụ mình sang Trung Quốc mà mình làm ăn nó dễ, lương kiếm được nhiều tiền thì mình sang thôi đúng không? Đấy. Vâng. Còn những người Trung Quốc người ta sang Việt Nam người ta đầu tư mà người ta kiếm được lãi nhiều thì người ta sang, cái chuyện chuyện bình thường đó là quan hệ giữa các nước với nhau đấy, kể cả Mỹ, Nhật các thứ hoặc năm đầu tiên những người ấy người ta sang đây người ta kinh doanh được nhiều tiền thì người ta sang, thấy rất phẳng mà. Bên bà quay tuyên truyền bên Mỹ là một cường quốc siêu cường, số một kinh tế mạnh như thế, là một cuộc sống thiên đàng như thế, nhưng mà cháu bạn một chị ấy,
chị bạn của cháu bên đấy. Ừ. Cách đây mấy tháng cho thấy chị đăng lên Facebook ấy, chị bảo cuộc sống mặc dù nước Mỹ là một cường quốc thật nhưng mà nó chỉ đối với những người mà thật giàu có thôi, còn những cuộc sống bình thường ấy của bà con Việt kiều mình kiếm tiền bình thường á thì rất là vất vả, chỉ đủ để nộp thuế thôi chứ không có dư. Nước Mỹ có hỗ trợ, như là những người mà nghèo ấy thì được hỗ trợ, thì có an sinh xã hội ấy thì có, nhưng mà thì những cái số tiền hỗ trợ đấy thì nó chỉ đủ gọi là đủ chi tiêu ở dưới cấp rất là bình, cấp thấp ấy, so với người nghèo bên đấy. Đúng rồi, bây giờ này tức là những chương trình khác ấy, chú đã nói là ở đây ấy, tất cả những người dân Việt Nam mình đều công nhận đất nước Mỹ là đất nước giàu có hùng mạnh, là tất cả các thứ chúng mình đều công nhận hết, chứ mình cũng bảo là không ai nói về đất nước Mỹ là đất nước nghèo hoặc như này khác. Nhưng mà cái số sự giàu có đấy, cái tiền bạc của nước Mỹ nó rơi phần lớn vào tay những nhà tư bản và những nhà tài phiệt của Mỹ. Còn cái không còn những người, mình bây giờ thì mình không nói dân Mỹ nữa, mà mình chỉ nói cái đời sống của những người dân Việt kiều. Thì tất nhiên là người ta cũng giàu có rồi, nhưng mà so với sự hùng mạnh của nước Mỹ, giàu có của nước Mỹ thì nó chưa tương xứng. Đấy. Vì là 1% số cái nhà tài phiệt và số nhà tư bản, tức 1% nhá, dân Mỹ thì nó nắm tài sản 99% tài sản của nước Mỹ. Thì nói chung là chú nói một câu ngắn gọn này, tức là cái đời sống của những người Việt kiều mình hiện nay ở bên đó nó chưa tương xứng với sự giàu có và hùng mạnh của nước Mỹ. Còn ở Việt Nam, đúng không? Thì hiện nay đất nước mình là đất nước đang phát triển, cũng chưa phải là giàu có lắm. Nhưng cái sự phát triển của đất nước nó gắn liền với cái mà những người dân được hưởng. Cháu cũng nhận không? Bây giờ đất nước Việt Nam hiện nay đang phát triển như thế này, những cái chuyện ăn uống thì chú cháu mình, kể cả ở những vùng gọi là hòa bình, những vùng núi như các cháu cũng không cần phải lo nghĩ gì nữa, đúng không? Chứ còn bây giờ người ta chỉ cần giàu có lên, có cái nhà to, có cái xe đẹp, có cái phương tiện sinh hoạt trong nhà hiện đại thì là giàu có thôi. Chứ còn cái chuyện mà ăn uống là người ta hiện nay người ta chọn những thức ăn nào nó ngon, chứ không phải là ăn no nữa. Tức hiện nay mình đang tiến đến ăn ngon mặc đẹp, chứ còn cái qua cái thời kỳ gọi là ăn no mặc ấm rồi. Làm gì có còn người nào là phải coi như là ăn cơm độn khoai độn sắn hoặc phải đói nữa đâu, đúng không? Kể cả ở vùng núi cũng thế đấy. Cho nên là cái mình anh chú ấy nói cháu là cái sự phát triển của đất nước Việt Nam mà cái chế độ hiện nay của đất nước Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một chế độ do dân vì dân, nó ở chỗ đấy. Đấy, cho nên các bạn cứ thử ngẫm nghĩ để xem. Đấy, bản thân chú cũng có người nhà ở bên Mỹ thì chú cũng biết cái cuộc sống ở bên đó cũng vất vả. Cho nên tôi nói với chú, nói cháu và tất cả các bạn. Hiện nay thì tôi đã nói rất nhiều ở những chương trình khác, tức là cái chỉ số hạnh phúc của một đất nước, tức là do một cái tổ chức thuộc chính phủ Anh ấy, người ta khảo sát năm 2017 ấy, khảo sát 140 nước thì chỉ số hạnh phúc ở Việt Nam đứng thứ 5 trên 140 nước. Ở vâng, Mỹ, đúng rồi. Đúng, ở Mỹ đứng thứ coi như là 104 trên 140 nước. Mà hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của mỗi con người, người ta tự cảm thấy bằng lòng với cuộc sống của người ta, đúng không? Thì người ta cảm thấy hạnh phúc, đúng không? Chứ mình bây giờ ví dụ như cháu cũng rất nhiều tiền, chú cũng rất nhiều tiền, nhưng mà ví dụ là cái hạnh phúc nó bao gồm nhiều vấn đề lắm, nhưng mà chú cảm thấy cái rất nhiều tiền đấy, nhưng mà cái cuộc sống của chú nó bị o ép, nó bị thế này thế khác rất nhiều, thì cảm chú không cảm không cho thoải mái thì chú không hạnh phúc thôi. Chứ không phải là tiền là thước đo hạnh phúc của con người. Vâng, ở đây vừa nãy có cái chị Lisa Nguyễn ở bên Canada, thì có khả năng là chị còn ở đây không, thì tôi muốn mời chị sẽ cháu có nói nhé, muốn mời chị lên vâng nói về cái cuộc sống ở bên của các chị Việt kiều ở bên Canada như thế nào.
Rồi, chú ngoại giao. Thế thì chú mời cô đấy lên đi. Không thì hiện nay cô chưa ở đây, nhưng mà cô bấm ok thì cháu cứ nói đi, cháu nói về cái cuộc sống bình thường thôi của cháu được, mình đến đây nói chuyện thoải mái mà. Nói chung cháu chỉ là một người lao động bình thường thôi, cháu chỉ đi làm bình thường, cháu chẳng qua là cháu lên diễn đàn đấy. Lương cái tổng thu nhập của cháu hiện nay cháu đi làm ở ngoài Hà Nội đấy, thì cháu là làm chú biết thì cháu làm người bình thường thì thu nhập của cháu được một tháng được bao nhiêu tiền? Của cháu thì một tháng 56 triệu thôi, Đó, không 56 cao lắm, triệu đúng không? Nhưng cháu sống ở 56 triệu. Nội thì cháu đi tiêu hết được khoảng đâu mấy triệu? Không, đấy cháu trừ rồi, cháu để ra thôi, Trời cháu ơi, đấy trừ ra được 56 triệu đấy các bạn. Tức là ví dụ có khả năng thì cháu làm được 8, 9, 10 triệu. Nhưng mà cháu tiết kiệm đúng không? Vì thực tế là cháu để. cháu sinh ở quê đúng không? Rồi. Thì cháu tiết kiệm được 56 triệu được rồi. Một năm thì cháu tiết kiệm được khoảng 50, 60 triệu. Thế là Vâng, tốt. tầm đấy, Đúng vâng rồi. tầm đấy. Rồi sau đó thì ví dụ cháu về quê cháu đây lấy vợ chưa? Cháu lấy vợ, cháu có hai con gái rồi. Thế à, đúng là sinh năm Vâng. 83 thì có hai gái, tốt, về quê xây cái nhà nó rẻ thôi đúng không? Thế là Vâng. về đưa cho vợ con ở Hòa Bình thì tất cả giá cả nó rẻ mà, chứ đâu có gì đâu. Cháu Đấy. là người cháu gốc Hòa Bình, nhưng mà cháu lấy vợ, cháu lại lấy vợ người Thanh Hóa. Thế là cháu thuê phòng trọ Hà Nội đúng Con không? đang ở Thanh Hóa. Cháu ở ngay đầu thành phố Thanh Hóa hiện tại. Nói chung là anh ấy nói cũng đúng đấy. Bố mẹ. Lương tháng 2 năm 30 triệu hiện nay đấy, thì rất nhiều người người ta được hưởng. Ví dụ như kiến trúc sư mà giỏi như anh, tôi thấy là nếu mà kiến trúc sư mà giỏi thì lương còn trên 30 triệu nữa. Người ta ví dụ một số người tôi quen, người ta là trước kia học kiến trúc sư, sau đó người ta làm nhà nước, nhưng người ta về người ta kiểu là làm ngoài đấy, tức là làm vẽ những cái kiến trúc cho những cái nhà đấy, nọ kia, tất cả người ta kiếm được nhiều tiền lắm. Cháu lên đây thì mấy cái diễn đàn của hải ngoại hoặc là diễn đàn trong nước ấy. Vì cái đợt trước thì cháu lên tôi thấy mấy bọn ba que nó xuyên tạc, nó láo quá, thì cháu mới tức, cháu mới lên các diễn đàn để cháu comment, cháu cãi nhau thôi, chửi nhau nó. Đúng, cho nên là chúng nó mình cứ phải chiến đấu thôi đúng không? Mình nghe thấy chúng nó xuyên tạc Vâng, quá, chúng nó nghe nó chối tai quá thì cháu tức cháu lên. Hồi trước cháu dùng cái nick khác lên, nó còn chặn cả nick của cháu, nó lốc, nó vào nó phá nick của cháu, hoặc là nó hack ấy, chính xác nó hack nick của cháu, may cho mình lấy lại được cái nick của cháu. Tranh Đấy. luận cho nó, cãi nhau cho nó. Cháu còn gọi có một lần trong Tết này, cháu còn gọi điện trực tiếp với ông Ngô Quỷ ở bên Thế à? nói ông. Vua Vâng, cha cháu còn gọi điện trực tiếp cho nói mà. Messenger cho ông. thôi. Đợt đấy là cháu phản bác ông nói bác Hồ ấy, thì Đúng cháu gọi điện trực tiếp cho phản bác. rồi. Sau cuối cùng ông ấy trả lời cháu sao? Ông thì ông trả lời cái đợt này, ông vẫn còn cái bài viết của ông đang trên Facebook của ông, trên được lưu trên Google ấy. Ông trả lời, ông nói là ông muốn về Việt Nam rồi đấy. Ông trả lời là ý là ông đấy là bây giờ muốn về Việt Nam, nhưng mà ông bảo ông về ông vạch mặt Hồ Chí Minh, ông nói thế. À, nhưng mà cách đây 4 năm trước ấy thì ông đã có ý định về, do đợt đấy là kênh Việt Vision có thách đố ông, mà nhìn chính xác ấy là chú Trần Nhật Quang ấy thách ông ấy rồi đấy. Thì ông bảo ý là muốn về nhưng mà trong nước không cho về. Thì hôm đấy ông trả lời cháu, ông bảo lên mà đọc, thì cháu lên cháu đọc đúng thật, ông nói thế. Thực tế Ông là chú nói này, đối với ông Ngô Quỷ ấy, thì cũng có một lần là cái hồi đó ông Nguyễn Thanh Sơn ấy, ông làm thứ trưởng Bộ Ngoại giao và trưởng ban cái người hợp trưởng ban người Việt ở nước ngoài, thì ông ấy bảo là ông điện thoại cho Ngô Quỷ, bảo Ngô Quỷ về, tôi sẽ bảo lãnh cho Ngô Quỷ về. Đấy, nhưng mà Ngô Quỷ không dám về, vì thực tế là Ngô Quỷ chỉ coi như xuyên tạc, bóp méo và nói chung là nói xấu về Bác Hồ và nhà nước Việt Nam quá nhiều.
Cho nên là ngũ quỷ sợ về, sợ thì nói chung là sợ về nước thôi, nhưng những người Việt Nam như là những người dân Việt Nam bình thường ấy, người ta vạch mặt và người ta có cái hành động gì đấy chứ ngũ quỷ sợ đấy. Chứ còn cái loại mà mồm to hoặc là ấy các thứ như ngu kỷ, cái thằng Hamlet ấy, sang Mỹ từ bao nhiêu năm vợ con không có, sống đầu đường xó chợ, thì nói chung là chú cháu mình chẳng quan tâm làm cái gì, hiểu không? Chính chính vì từ cái đợt đấy thì cháu mới bắt đầu cháu quan tâm, cháu lên cháu nói chuyện với các diễn đàn hải ngoại đấy, cháu để ý từ đợt đấy. Từ cái đợt tình cờ là hôm đấy là cháu theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam ấy, đầu năm 2018 này, thì vào cái chương trình của Phố Bun Sa TV ấy, thì mấy cái ông đấy mới bình luận thì cháu mới để ý cho mới biết. Bắt đầu từ từ hồi đấy thì cháu mới lên các diễn đàn hải ngoại để cháu tranh luận cãi nhau. Rồi. Từ đợt đấy cháu mới lấy được cái nick của ông đấy, cháu mới gọi cho ông. Thế là đúng 1 giờ sáng rồi, hôm đấy đúng 1 giờ sáng cháu Không, một gọi giờ cho ông. sáng của mình thì ở bên đấy kiểu buổi trưa ấy. Lúc đấy là ông ở bên đấy là ông giờ của ông là giờ là 10 giờ sáng. Cháu nói chuyện với ông bảo 10 giờ sáng. Nhưng mà ông ấy nói chuyện với cháu có lịch sự không? Ông có chửi bới Không, nói chung là ông nói chuyện lịch sự, nói chuyện cũng không? tình cảm thôi. Nhưng mà mỗi cái là ông nói chuyện nói xong thì ông mới bảo là cháu nhắc đến cái chuyện với Hồ ấy thì ông mới không, ông thế là ông quay sang ông làm ông trả lời cháu, rồi ông viết, lúc này ông viết trên Facebook ấy, ông viết trên cái bản tin của ông ấy, thì ông mới gửi tin nhắn cho cháu bảo lên đấy mà đọc, đi tắm sao cho ngủ dậy cháu lên cho đọc đấy. Ông nói đợt đấy thì 2014 ấy thì có cả chú Trần Nhật Quang với lại cái em tên là Hoàng Nhật Lệ ấy. Đúng rồi. Nhật Lệ cũng Nhật có lại, đúng rồi. Cũng comment có vô một đấy mà. cô Nhật lại ở cái thời mà cùng với ông Trần Nhật Quang, hồi đó có một cái đội do ông Trần Nhật Quang ông ấy cầm đầu, cũng toàn các bạn trẻ thôi. Kênh Đúng. Việt Vision. Và là cháu mới bắt đầu có cảm hứng nên nói chuyện với cái đám đấy. Đúng rồi. Bây giờ ví dụ như các cháu chẳng hạn, ngoài những giờ làm việc hoặc là mình chơi bời ra, những có thời gian rảnh rỗi chẳng hạn, thì đối với những cái tấm lòng yêu nước của các cháu thì nói chung là các cháu cứ lên mình nói như kiểu là cũng lịch sự thôi, mình chả chửi bới mình điện thoại đấy. Những con người Việt Nam, những người công nhân bình thường ấy, bây giờ người ta có cái ý thức chính trị, người ta tìm hiểu về đất nước, người ta nói về đất nước của mình, chỉ như thế là những đó là những điều rất tốt. Mà các chú là cái thế hệ đi trước thì các chú cũng mong gọi là bọn cháu cũng là thế hệ sau một tí thôi, thì nói chung nên có những cái tinh thần như thế. Mình nói chung là mình là những người trẻ thì ngoài những cái chuyện mà ví dụ mình làm việc bình thường ra, mình sống bình thường, mình thực hiện tốt những cái pháp luật của nhà nước, thì như thế là mình yêu nước rồi. Còn ngoài ra ví dụ là mình bức xúc với bọn nó thì mình lên mình phản biện với chúng nó và mình nói về cái tình hình quê hương đất nước đổi mới của mình cho bọn chúng nó nghe, thì nói chung là chú nghĩ rằng nó cũng có một cái tác dụng nào đó bây giờ, chứ không phải là nó vô nghĩa hết đâu, nó sẽ có tác dụng không ít thì nhiều. Từ 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 cái đợt đấy mà cháu lên cháu nói chuyện nên thì cháu thấy ông Ngô Kỷ cũng giảm bớt đấy, bởi vì cháu comment mấy comment này trái ý của ông, nhưng mà cháu thấy cái độ cái ông chống cộng là cũng giảm bớt đi rồi đấy. Cháu thấy ông quay sang ông tấn công cái bọn mà Rồi, okay. đạp, Vâng, cháu thấy rồi dạo này Ngô Kỷ coi như tấn công với những cái kiểu cái hội đoàn ở Mỹ là vâng, nhiều. ông quay sang tấn công cái đám Phan Kỳ Nhơn, cho Đúng rồi, thấy tấn công Phan Bình nhiều. Nhơn, họ kia. Tắm Thôi á? rồi. Anh chưa tắm. Rồi, hôm nay có như là rất cảm ơn cháu đã lên tham gia chương Vâng. trình cùng với chú. Thì cũng chú cũng rất mong những người trẻ như cháu thì nói chung là cất tiếng nói lên, mình không ngại gì cả đúng không? Mình cứ nói về đúng cái tấm lòng của mình, nói sự thực về đất nước, không tâng bốc, không có một cái gì hết, đúng không? Thì như thế là